Teng, teng. Cái tăn đúng không? Anh tăn cho mà coi. Cầm say anh tăn là bao mẹ, bao mất dạy luôn đấy. Minions have spawned. Tự ăn đi con. À đây bị dí quýnh nè. Sao lìn nè. Sao lìn nè. Shaolin này mình như nào hả? Forget the faces of the slain. Shaolin như nào? Kéo nè, kéo đi. Cái đấy, nè, kéo, nhanh, kéo, mày kéo đi. Mày thích nhìn không? Nhìn cái bà mà ở mày, nhìn không? Kéo, kéo tao lại tao quấn mày luôn. Đạt cũng rít vào mặt, giọng hai thằng mày lên, tao quấn chết mợ hai thằng mày luôn. Ăn con rip đủ tiền. Con súng hát nhiều quá lười chơi. Rồi lên. Thằng xin chảo bóp giái rồi. Thằng xin chảo nó bóp giái rồi. Liên quan. Chết đổ thừa. Ở đổ má tự nhiên thằng xin giao chui ấy chết xong đổ thừa AD support ngu. What the fuck? Chuyện gì vậy? Tự nhiên là thằng xin giao chết xong kiểu AD support ốc chó. Liên quan vậy. Để chat cho mấy ông coi nè, bựa vãi. Đạp rip vào mặt chúng mày nè.
dọc chúng mày lên. Kéo vào đây anh hả? Sao nào kéo vào đây anh? Hả? Thích kéo vào đây anh không? Hả? Chết bây giờ cha. Xạo lìn này. Ngu này. Xạo lìn không? Mày xạo lìn không? Phạm đi. Sợ gì? Xạo lìn này. Yeah đi. Có hiểu chưa? Gì vậy cha? Về không về? What the fuck? Quỳ ông luôn ấy. Quỳ ông này luôn á. Tôi cũng đến quỳ. Ủa mấy 2-0 của sập kìa. Toàn là tự tôi kiếm chứ không phải là cái ép cái ổng gì đâu nha. Mà rồi ván này support phải mẹ. Con lại cắt bố chơi hay nghĩ thế. Đủ mánh đánh ngu nhất team. Sao nó ngồi nó lại cắt bố. Mày làm cái gì tao? Hai thằng này. Hai thằng mày làm cái gì bố mày? Hả? Chết họ bố mày cái. Nghe vào luôn. Shaolin không? Có thích Shaolin không rồi? Đây 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 đây. Shaolin. Tao quấn chết cục, tao quấn. Tao quấn chết cậu mà. Tao phải sợ nó à. Mày không có tóc biến hả mày. Tao phải sợ mày à. Tao đồng chết cậu mà luôn. Tao phải sợ mày à. À đêm mình ngu quá. Ồ, có giày rồi, có giày rồi. Nó đang xin dao, nó gà. Nó gà sao nó còn đổ thừa đồng đội nữa. Sao thằng nhóc. Kéo tao này. Mày kéo bố mày đây này. Ờ kéo tao. Hay lắm. Hay lắm kéo đi. Shaolin hai thằng mày. Tông chết mẹ mày. Ngán cái thằng nào con nào đó. Mình thích thì mình đập à. Để tao quýnh nó.
Để tao quýnh nó cho. Đánh nó đi, đứng lại quánh nó, Đánh đi, sợ gì mà chạy. Tao còn nội tại. Đứng im đi ba. Chạy éo gì vậy? Ôi nó đứng yên đi là nó chích. Mấy cái chích mỏ nó rồi. Thật tần luôn. Chạy cái đéo gì. Hơi tí nó cắm đầu chạy rồi. Quá buồn cho một cục tần luôn ấy. Spot trong AD này tù quá. Này biết chơi không trời? Đâu, thằng này cũng không biết chơi luôn. Không có sợ bố con thằng nào hết á. Thôi xong. AD ơi là AD ơi, sao mình si đa dữ vậy AD ơi. Làm sao tao đánh đây AD ơi. Làm sao được cái bọn này đây? Trời ơi. Ôi mid 05 kìa, trời ơi. Gánh làm sao đây? Tao đi support tăng đó. Đặt niềm tin vào chúng mày đó. Anh đi tăng làm sao anh gánh? Support con này nó được má support tốt như thế, support cover được luôn. Công được thủ được mà nó kêu support con này đánh được. Giết. Giết. Chạy hộ bố mày cái. Công thủ vẹn toàn như thế mà nó kêu là support con này chắc tao đánh được. Không hiểu gì. Mày hù ai vậy? À, support mẫu cái mẹ nó mực mà kêu là support này mà tao đánh được. Bà cái trụ này, ý nghĩa cái đeo gì? Ý nghĩa cái đéo gì.
ý nghĩa cái đéo gì cái trụ này. Giết đi, giết đi, giết đi, đủ tư cách giết mày á. Tao nói là mày đó, mày giết đi, mày giết đi nè. Sao liền nè. Người ta đứng đây người ta combo lên là được rồi. Ê, cho ăn hả? Phê cái đéo. Giết đi nè. Đủ tư cách lao vô mà giết nè. Lao vô. Lao vô mà giết nè. Rồi sao? Nó nhảy lên kìa, nó nhảy lên kìa. Nó bị điên kìa đó, chết trời ơi, hai mạng luôn. Hai mạng ngon lành, hai mạng. Easy. Lên cái này, rồi sao? Cái lé vào support. Carry vãi trưởng nè, mà nó dám chê support. Không hiểu nó chê cái gì nữa. Support carry team vãi lên nè. How many battles have I won? Your turret has been destroyed. À, quên đổi máy quét nha. Sao liền. Nó đồng quá. Đồng quá. Thằng xin dao thì ping rồng nước. À thằng vai à. Không này. Không tin tưởng mấy thanh niên này mà test dâu y. Trời ơi quy quy lên mới ghê chứ. Người ta quy về chứ. Ai là đi quy lên. Rừng cũng đéo tin tưởng rồi. Đánh thì ngu mẹ. Chết cái tự nhiên kêu AD support ngu. Đéo hiểu sao mà nó chết, nó kêu AD support ngu. Không, các bạn thấy không? Nhờ những thanh niên này các bạn mới biết mình đâu phải đổ thừa gì đâu. Mình là chuyện bình thường, mình là mấy cái thực thể loại là quá bình thường ở trong cái game này luôn. Tự nhiên chết đéo một cái cách đéo liên quan hết, kêu rừng ngồi AD support ngu. Đéo thể hiểu. Đập nó thằng ngu này. Chấm hỏi xin giao. Bố mày giữ nó lại nãy giờ thì không chịu đánh. What the fuck tốc biến. Má nhìn thằng xin giao nó ngu mà nó tù. Tù với Lee luôn. Tao đạp hết bẫy của mày luôn. Shut down.
nghe em. Sao sao anh? À nãy em nói lên có hình rồi, sao em có tặng được cái gì cho thằng Thi thì tặng. Qua em lên có hình rồi đó. Chắc chắc Quang tôi chết tác chí tí Quang em gửi có hình cho anh ấy. À ok. Team này thua rồi, tôi support là thua rồi. Mày chạy cái đéo. Mày chạy cái đéo. Gì thằng nhóc. Sao thằng nhóc ấy vậy? Thôi, FF đi. Tao kêu tao support. Rừng cũng ngu mà nó mít cũng sida. Đánh cái đéo thì mình thì lấy đồ hỗ trợ cho chúng nó mà chúng nó ngu vãi chưởng đó. Hỗ trợ cái đéo gì bây giờ? Hỗ trợ làm sao đây? Mèo thấy chưa? Mình thấy sự đổ thừa, tôi đổ thừa vậy là bình thường. Đánh thì ngu nhá. Ngu vãi cái lìn ra giờ kêu team ngu. Nếu biết cầm xin dao có tác dụng gì cho cái team này nữa. Đây tôi đặt bom cho. Mày về hả? Về đâu mày? Về đâu? Mày về đâu? Mày về đâu? Mày về đâu? Đồng đội như cờ cờ. Nhớ là thằng xin giao nó quá ngu quá. Anh thể hiện cái gì hết trời. Nó chạy nhanh quá. Thằng Kennen nãy tiếc ulti sao mà không chịu ulti giết nó luôn trời. Mày tủi liền luôn đấy Kha'Zix à. Mấy cái thứ tụi bắp. Cái thể loại chúng mày chơi gì?
Chơi không? Chơi không? Chơi không? Đúng rồi. Chơi không? Quấn quấn nhau mày, 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 quấn nhau mày. Đồng đội tôi ngu quá, nào đánh. Đồng đội như cái quần què. À, support mẹ thiệt chứ. Một support mẫu mực như thế này nó ngu. Trời ơi trời ơi, con nó combo rồi, trời ơi trời ơi. Trời ơi. Không phải vậy, nó cấm Zoe là phải rồi, để vào những cái tay thanh niên này làm sao. Thêm xin giao bét ngu mà cứ ngồi oẳn như đúng rồi. Bay này, bay này. Bay này. Bay này. Đứng lại! Mày đứng lại cho tao. Đồng đội ngu quá. Đồng đội như kết cái đồ chắc sức bóp giàu nhất team với gây đam nhiều nhất luôn. Tôi ghi sức bóp giàu nhất team luôn quá. Ủa sức bóp 9k luôn. Xin giao đi đừng có 9k mấy, tôi biết có 7k mấy. Được vay nãy giờ được tôi support cho thì còn giàu á, tôi ngang mấy thằng kia. Vác ca lên. 24 rồi kinh. Thấy chưa? Mấy ông đừng có tôi là bét đổ thừa, tôi là